Chào mừng các bạn đã đến với kênh, tôi là người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu với các bạn là hai con cái xin. Con xin tơi, con xin chữa mẫu độ nha các bạn. Con xin tơi xin chữa mẫu độ nè, cái xin tơi nè các bạn. Đó các bạn thấy không? Mẫu cực kỳ độ nha. Rúng chèn nè. Yếm dày nè. Xe mặt xe lưng nghiêm chỉnh. Chân móng là hoàn thiện móng sò. Chân trước chân sau móng sò hết nè các bạn thấy không? Chân là kiền khú. To tàn. Mẫu đẹp, trong đuôi một chùm, không lan giá chỗ nào hết các bạn, nó quyền bò nha. Không lan giá chỗ nào nha các bạn, quyền bò nha. Xe lưng nè, xe mặt nè, nghiêm chỉnh hết các bạn. Cái xin tơ, con này tầm 11-12 tháng tuổi các bạn. Tầm 11-12 tháng tuổi. Đó, chừng thẳng băng hết các bạn thấy không? Không có lan giá lưng đôi, chừng thẳng băng. Sái tích nghiêm chỉnh, đòn dài, quyền bò hết các bạn, quyền từ đầu tới chân luôn, quyền bò hết. Rúng nè, bốn vú đều nè. Đó, xe lưng xe mặt đồ nghiêm chỉnh, không có lan giá chỗ nào các bạn. Hiền lắm, muốn sờ sờ đâu. Muốn sờ sờ muốn đụng đụng các bạn, bò rất hiền nha, mẫu đẹp. Tầm 11 12 tháng tuổi các bạn. Đó. Vú nè các bạn thấy không? Chân móng nè, chân móng sò nè. Chân khú nè. Cày đuôi lớn, qua đen khui. Cái xin tơ tầm 11-12 tháng tuổi. Đuôi gần phết đất. Con này mẫu độ nha các bạn. Con này anh em nuôi xe này lên mẫu độ, to tàn chỉ lắm. Cái xin tơ này thì chủ báo giá là 23 triệu nha các bạn, 23 triệu. Đó, rúng yếm đồ nghiêm chỉnh, xe mặt xe lưng nghiêm chỉnh, bật gu nè. Giá 23 triệu các bạn. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video nha. Bò tầm 11-12 tháng tuổi, lưng đôi. Cái xin tơ mẫu đẹp. Rồi các bạn thấy cái rúng không? Rúng yếm đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Sai tích nghiêm chỉnh, rúng yếm đồ nghiêm chỉnh hết. Nó quyền bò hết các bạn. Chân là chân kiền khú luôn. Móng sò. Quà đen, cày đuôi lớn, lưng khẳng, đòn dài. Đó. Bò đỏ, không có lan giá, quyền một màu, không có lan giá, quyền một màu nha các bạn. Đó, cái xin tơ này thì chủ báo giá là 23 triệu các bạn, 23 triệu. Đó, cái lưng đôi nè các bạn không, anh em nào bạn bè nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn, mình comment dưới màn hình video. Xe mặt xe lưng nghiêm chỉnh hết. Đó. Không có lan giá nha các bạn. Nó quyền bò không có lan giá nha. Lưng nè, lưng đôi, lưng một lưng nè các bạn thấy không. Đó. Đo cận cảnh anh em thấy luôn. Cao nè, bò hiền dữ lắm các bạn. Cao 1m23 bò. Cái xin tơ cao 1m23 bò. Đây. Đo cận cảnh anh em thấy cao 1m23 nè. Đít nè. Đít cao 1m29. Cái xin tơ này cao 1m23, đít cao 1m29. Bò tầm 12 tháng tuổi. Cao 1m23 bò, đít cao 1m29, bò tầm 12 tháng tuổi. Giá 23 triệu các bạn. 23 triệu cái xin tơ này nha. Quay kỹ anh em thấy luôn, từ đầu tới chân luôn. Giá 23 triệu. Con này sau này anh em nuôi lên mẫu độ. To tàn bự con mẫu độ. Quyền bò từ đầu tới chân thôi, sái tích nghiêm chỉnh, quyền bò to tàn luôn các bạn. Đó, rúng yếm đồ nghiêm chỉnh hết. Giá 23 triệu, bò tầm 11-12 tháng tuổi, giá 23 triệu. Bò tầm 11-12 tháng tuổi, giá 23 triệu. Còn đây là con cái xin chữa mẫu Bombay độ. Cái xin chữa mẫu Bombay độ các bạn, thấy cái rúng không? Đó, rúng yếm đồ nghiêm chỉnh, cái này vú nó hết biết không các bạn? Con này là chữa 3B 7 tháng nha các bạn. Chữa 3B 7 tháng. Bao chữa bao khám. Bao lòi bao 3B. Xe mặt xe lưng nghiêm chỉnh, gu bật y như gu mấy gu được nạp luôn các bạn không? Bật gu, đòn dài. Yếm dậu đồ nghiêm chỉnh, yếm rúng đó các bạn. À, nghiêm chỉnh hết. Bốn vú đều, chân thì chân kiền khú, móng là móng sò. Lông đuôi một chùm gần phết đất.
đúng mẫu Bombay. Đó. To tàn. Mẫu độ. Chữa 7 tháng 3B, ôm chữa lứa 3. Giá là 34 triệu các bạn, 34 triệu cái xin chữa này nha. Đó, cái gu bật y như gu mới được nọc các bạn ha. Cái gu nó bật y như gu mới được nọc luôn. Quyền bò từ đầu tới chân không lan giá các bạn, quyền một màu không lan giá. Sải tích nghiêm chỉnh. Đó. Mẫu Bombay độ. Anh em nào, bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò mình comment dưới màn hình các bạn. Qua đen. Chữ 7 tháng 3B. Tôm chữ lứa 3 giá 34 triệu các bạn. Tôm chữ lứa 3 giá 34 triệu. Đó, mẫu cực kỳ VIP luôn các bạn không? Anh em nào, bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video nha. Quà đen, cày đuôi lớn, bún vú đều, bạc gu, yếm dầu nghiêm chỉnh. Bạc gu, yếm dầu nghiêm chỉnh, chân móng đều hoàn thiện hết các bạn. Đây, đo cận cảnh cho anh em thấy luôn. Đó, bún vú đều dăng này các bạn không, cày đuôi lớn, quà đen khui. Đó, gu này. Cái gu bật cực kỳ bật y như gu mới được nọc luôn các bạn. Không lan giá nha. Chữa 7 tháng 3B, bao chữa bao khám. Đuôi gần phết đất, chân móng sò, kiên khú. Đây, cao 1m3 bò. 1m3 bò nè các bạn. Nghe con tay cao 1m3 đít nè. Đít cao 1m37. Cái xin chữa 7 tháng 3B này cao 1m3 bò. Đít cao 1m37. Ôm chữa là ôm chữa lứa 3, 7 tháng. Chữa 3B. Giá 34 triệu các bạn, 34 triệu. Anh em nào, bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video nha. Vú đều hết, cậy đuôi lớn, mẫu Bombay. Bạc gu, yếm dầu nghiêm chỉnh, yếm rúng đồ nghiêm chỉnh. Đòn dài. Con này mẫu cực kỳ độ các bạn. Cao 1m3 bò, đít cao 1m37. Chữa 7 tháng 3B, tôm chữa lứa 3 giá 34 triệu các bạn. 34 triệu. Đó, chân kiền khú đó các bạn không? Hẳn băng kiền khú nè. Yếm về cui à. Gu thì bật. Đó, gu bật cực kỳ bật các bạn không? Đó, giá 34 triệu các bạn, 34 triệu. Đó, và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn, và xin được báo giá lại là cái xin chữa 7 tháng 3B, tôm chữa lứa 3, sải tích nghiêm chỉnh, không lan giá. Quyền bò luôn các bạn, mẫu Bombay độ nha. Giá 34 triệu. Còn cái Sinter thì cao 1m23 bò, đít cao 1m29. Bò tầm 12 tháng tuổi, giá 23 triệu. Cảm ơn các bạn theo dõi video.